sản của lãnh đạo ngân hàng, chiên là tài sản quý giá nhất. Là cái nguồn của chiên nó lớn hơn tiền trong quỹ của con. Mà khi con dân con nhìn quỹ, con nhìn chiên. Tại vì lãnh đạo tôi đâu có kêu gọi bao giờ đâu, tôi dám kêu gọi. Nhưng mà khi tôi có cái tư tưởng đó, bắt đầu tôi kêu gọi. Tức là những cái năm đầu, số tiền đó là ít cho ba một tháng. Tại cứ 500 thì ba là 1,5 triệu. Quý vị thấy các cụ dân 1,5 triệu. Nhưng đến năm 2002, có sự thay đổi. Tôi kêu gọi từ 1,5 triệu lên 6,610,000 đồng hòa dân. Và con số này không có dư gửi tại đây. Đến năm 2003, 2004, 2005, chúng ta thấy là cái cấp độ của tiền dân nó có lên. Nhưng mà đến năm 2006, quý vị sẽ thấy cái số tiền dân lên 45 triệu. Từ 500 ngàn lên tới 45 triệu. Ở chỗ này là một bước ngoặt lớn. Tôi đã chia sẻ với quý vị, tôi được thay đổi tâm trí về hai quyển sách. Phần 10 khác với các của dân. Và hết bản gen. Tôi đem cái điều đó đến chia sẻ cho bầy chiên. Và tôi thách thức họ. Thì từ con số thì có 500 một tháng, 500 của một tháng Chúa lên tới 45 triệu. Wow. Và từ số 45 triệu của tháng Chúa kinh nghiệm, năm 2007 số tiền dân lên cho truyền giáo là 92,500,000. Đây là một cái tài sản mà Chúa nói là sao con giới hạn về chi của ta. Nếu mà lãnh đạo chỉ nhìn vào quỹ rồi bình quân để dân, chúng ta sẽ không thấy sự giàu có mà Chúa phú cho bầy chiên của Ngài. Và bầy chiên sẽ không bao giờ có cơ hội để đột phá tài chánh nếu như họ không bước đi trong con đường này. Con đường tuyệt vời đó là dân cắt của dân. Còn nếu không chỉ là đóng khung ở phần 10 là Jerusalem muôn năm. Nhưng nếu chúng ta bước qua cái ngưỡng cửa của các cửa dân này, chúng ta sẽ thấy sự vinh hiển của Chúa trên tài chánh như thế nào. Amen. Và thưa quý đại đức Chúa, càng đi lên đến năm 2011 và 2012, đỉnh cao dân của Hội Thánh Chúa 4 tỷ. Đó là tiền dân của Trường Kinh Thánh và truyền giáo trên 4 tỷ. Giờ chúng ta sẽ nhìn thấy đây là nguồn Chúa làm trong bầy chiên của Chúa, nhưng mà hoàn toàn không có suy xuyển gì vấn đề phần 10. Thế nên người lãnh đạo sẽ không bao giờ sợ mất phần 10, tại vì cái số tiền dân hiến nó ngoài phần 10. Amen à? Amen. Tôi có nói với quý vị là các của dân và phần 10 khác nhau. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng chiên dân nhiều quá chúng ta mất phần. Nhưng thật sự họ kinh nghiệm về đột phá tài chánh thì họ sẽ nộp phần 10 nhiều hơn, tại vì họ được ban phước. Quý vị thấy trong những năm 2000, 2001, 2002, vì cái mức dân nó thấp thế cho nên phần 10 chỉ có từ 5 cho đến 10 triệu bình quân trong một tháng. Những bước qua trong lãnh vực của 2016, năm 2003, 2004, 2005 thì so với năm cũ bước có lên là 20 triệu. Nhưng mà càng đi vào trong lãnh vực này, khi lãnh đạo thay đổi, hội thánh được thay đổi. Khi lãnh đạo thay đổi, hội thánh được thay đổi, tài chánh sẽ được thay đổi. Và đây là một cái quy luật tự nhiên. Và quý đại chúng nhìn vào trên bảng này, từ 20 triệu thì trung bình hàng tháng hội thánh có cả 100 triệu. Ở từ chỗ biến đổi tâm trí, khi họ dân họ được phước thì nảy ra nhiều việc lành. Và từ cái chỗ nảy ra nhiều việc lành mà tôi nói quý vị là các tài khoản đó nó trở nên bội phần. Ngày hôm nay chúng tôi được Chúa Ngài ban phước cho hơn cả những gì dân được chuẩn. Tôi sở hữu một miếng đất và số tiền của nó hiện tại giá của nó là 10 tỷ. Amen. Nhưng mà nó sẽ còn lớn hơn nữa khi ở tại vùng đất đó có được phi trường Long Thành.
đúng nghĩa là tất đất tất cả. Và tôi biết đây là điều mà Chúa tin cậy để dạy. Có đất, có tiền, tất cả đều ở trong chỗ cắt của nhà. Cho nên chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng nếu để chi dân nhiều cho các của dân sẽ mất phần của hội thánh. Không, hội thánh luôn 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 đầy dư và tràn lan. Amen. Tất cả những người nào dân các của dân này, họ đều là những người được Đức Chúa Trời ban phước một cách đặc biệt. Đây là con số thật, chúng tôi không khai mà. Nhưng mà xin lỗi, bởi vì chúng tôi không thể khai thật quý vị năm 2016. Chúng tôi sẽ cho quý vị thấy những con số cũ thôi. Những con số mới chúng tôi có gì để nói với quý vị. Nhưng mà xin thưa quý vị, kho của Chúa không bao giờ. Cảm ơn Chúa. Amen. Và đây là con đường đặc biệt nhé. Nếu quý vị quyết định để đi con đường mà Chúa đã hoạch định, kế hoạch của ta là kế hoạch bình an. Kế hoạch của ta là thịnh vượng cho con. Amen. Dân không bất an, không dân mới bất an. Amen. Dân bình an. Amen. Amen à. Amen. Cao quá tay. Tôi cảm ơn Chúa, bởi vì thì lúc đầu tôi đã nói quý vị, người lãnh đạo luôn luôn phải cần có người cố vấn. Người lãnh đạo luôn luôn phải đi chung với người có khải tượng. Cảm ơn Chúa, bởi vì tôi được sự cố vấn của đệ tử Chúa một lần. Cảm ơn Chúa, bởi vì tôi cùng khải tượng đệ tử Chúa. Tôi tin là Chúa sẽ sử dụng đệ tử của Chúa việc lớn hơn. Amen. Cái sự ước ao lớn nhất chúng tôi muốn nhìn thấy đó là Phục Thánh Chúa sẽ là trung tâm của cả nước. Amen. Cái sự ước ao trong vùng đất đó chúng tôi ước ao sẽ có nhà hàng, sẽ có khách sạn để tiếp đón đệ tử Chúa. Amen. 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 Chắc chắn có. Chúa sẽ. Chắc chắn. Nhân đây thì tôi cũng muốn chia sẻ về tâm tình của mình. Chúa, cảm ơn Chúa là Ngài sử dụng tôi 19 năm trong chức vụ thật. Và như tôi đã nói với quý đệ tử Chúa trong buổi chiều đầu giờ, hồi thánh tôi không khai sáng ra họ, Chúa giao phần. Và tôi thấy có một cái kinh nghiệm đặc biệt trong chức vụ của tôi là Chúa tranh chi của họ. Xin lỗi, Chúa tranh chi của Ngài chứ không phải là tôi. Tôi kinh nghiệm Chúa đi cùng chức vụ của tôi. Amen. Thật sự là tôi cũng không có gọi là ẵm bồng ai đâu hết. Cho nên nói quý vị, tôi không bồng, không ẵm họ. Những Chúa Trời bồng ẵm họ. Amen. Tôi không thể làm cho họ được lớn lên, những Chúa Trời làm cho họ. Amen. Về phần tôi là hãy gieo lời Chúa Trời một cách trung tín, một cách ngay thẳng. Chúa là nhìn lại 19 năm Chúa giữ bệnh chiên của Chúa. Chỉ trừ những con chiên không muốn ở, họ ra ngoài. Còn những con chiên còn ở lại, họ đều trưởng thành, họ đều thành. Ở đây đến lúc tôi chuyển giao chức vụ, tôi cảm ơn Chúa. Bởi vì trong những năm tháng Ngài sử dụng, và tôi thấy được đúng với trời phù hộ đi cùng để giữ bầy chiên không tranh tẻ, không nổi loạn. Như tôi chia sẻ với quý đệ tử Chúa, luật gieo và gặt ở trong chức vụ tôi cũng chưa bao giờ tranh tẻ. Là chiên từ khi được Chúa ngày khai sinh ở tại hội thánh ngũ tuần, lúc bây giờ có hai sự lựa chọn, và lúc bây giờ tôi cũng rất là khó khăn. Chúa cho tôi được gặp người quản nhiệm của tôi ở ngũ tuần,
Nhưng đồng thời một cô ở trong trị sự của hội thánh của người lãnh đạo tôi lại giới thiệu cho một hội thánh Baptist, anh này là một đại gia, đến để chia sẻ và mời tôi đến hội thánh Baptist. Anh là chủ tiệm vàng và anh cũng biết được tôi rất khó khăn và anh hứa sẽ giúp đỡ nhiều việc. Tôi trả lời anh này, tôi có cầu nguyện, tôi nói Chúa nơi nào ngài dẫn con đến đầu tiên thì con sẽ ở đó. Và ông cố thuyết phục, ông nói là cô suy nghĩ lại đi, cô đi đó sai đường rồi. Thì lúc bây giờ là ông Tứ nói tiếng Lạc là tà giáo. Ông nói là tôi rất là thương cái hoàn cảnh của chị, chị nên đến một tháng chúng tôi nhóm, chúng tôi sẽ giúp đỡ chị. Cho nên hả? Chúa đã đưa cho đến đó, thì tôi sẽ đến đó. Và từ khi là chia cho đến ngày hôm nay là lãnh đạo, tôi không hề tệ. Khi có cơ hội để đến dự bất cứ một chương trình liên giáo phái nào thì tôi luôn đi với tư cách là người của một tuần, một sự trung tín. Và trong công việc cũng vậy, tôi rất trung tín mà tôi không bao giờ bỏ cuộc. Khó khăn có, cho vẫn kinh nghiệm Chúa luôn mở lối. Và tôi biết rằng đó không phải là chiên của mình mà là chiên của Chúa. Nó không phải là mồ hôi nước mắt gì của mình mà nhờ ơn Chúa được phục vụ và Chúa ban phước cho. Cho nên việc chuyển giao là một việc mà tôi thấy là đặc vinh dự. Không có một cái vinh dự nào mà khi chúng ta được khởi đầu và kết thúc một cách trọng đại. Tôi chia sẻ với một đầy tớ của Chúa, tôi nói rằng tôi muốn giao hội thánh của Chúa đang ở trong thời kỳ rạng đông. Tôi không muốn giao của Chúa vào lúc hoàng hôn. Cái nhìn lại tôi rất là mãn nguyện vì Chúa cho con được kết thúc và trong sự trống trải. Đức Chúa Trời có quyền để sử dụng chúng ta trong kỳ của Ngài. Amen. Và nếu chúng ta đi ở trong kỳ của Chúa thì chúng ta sẽ được tôn trọng. Tôi mong muốn mình sẽ là hòn đá để ngăn trở sự phát triển của Thánh Chúa. Với số tuổi 60, tôi không thể làm như ngày xưa. Nếu tôi giao hội thánh của Chúa, tôi tin rằng khi hội thánh của Chúa được lớn mạnh, thì tôi ở đó, chúng ta sẽ vui hơn là mình giữ. Và hội thánh đi xuống thì rất có lợi. Người đó không phải là của mình. Một chức vụ đầy tôn trọng, danh dự khi ta được chuyển giao một cách chính thức. Và tôi phải nói rằng rất cảm ơn mục sư Lâm, như lời cảm ơn của mục sư Phương Thảo cách đây nhiều năm. Khi cô giao bài cho tôi, cô nói là cảm ơn chị, bởi chị tranh bày được. Và mình phải biết giao con mình cho ai để yên tâm. Cho nên tôi rất là yên tâm và phải có lời cảm ơn mục sư Như Thành Lâm. Ông bằng lòng nha. Nếu hội thánh không kết quả, chúng ta có lỗi với Chúa nhiều. Mỗi người được Chúa ngày gọi đều vinh dự để chúng ta làm trọng. Tôi không bỏ chức vụ vì khó khăn, tôi không bỏ bài, nhưng mà tôi được chính thức để giao bài. Đó là vinh dự. Tôi đã hoàn tất chức vụ thánh của mình. Amen. Thưa quý đệ tử Chúa, Chúa có kế hoạch của chúng ta thì chúng ta cũng phải ý thức là thời điểm này Chúa muốn chúng ta được nghỉ ngơi. Và nếu chúng ta ở lại cũng được thì chúng ta sẽ làm ngăn cản sự phát triển của Chúa. Và
bởi vì chúng ta không đủ lực. Tôi có minh họa một hình ảnh cho một đời tớ Chúa đi thông công. Tôi nói rằng chức vụ chúng ta nó giống như là chiếc xe bus. Xe bus luôn có khởi hành và có kết thúc. Nếu chúng ta không là hành khách để xuống chỗ kết thúc trong một chuyến của xe bus, thì cái người tài xế sẽ nói với chúng ta là xe đến đây không còn chạy nữa vì đã xong. Nếu chúng ta muốn cố để ngồi lại, xe bus sẽ chở ta về lại điểm đầu. Amen à? Amen. Cho nên tốt nhất hãy đến dừng cái chỗ mà bến xe bus cần chúng ta xuống. Amen. Chúng ta sẽ còn đi tiếp, tại vì còn nhiều điều ở phía trước Ngài đang dành cho chúng ta. Nếu chúng ta không kết thúc chỗ này, chúng ta không thể nhận được điều mới hơn của Chúa trong ngày. Tôi vẫn tin Đức Chúa Trời đang dự bị cho tôi một chức vụ mới trong ngày tới. Thì tôi muốn làm theo ý của Chúa. Hãy giao vào tay Chúa khi còn sự rực rỡ của nó. Đừng giao vào tay Chúa khi về chiều. Chúng ta sẽ đắc tội của Chúa. Chúng ta giao Chúa, giao hội thánh cho Chúa, giao trong vinh dự. Và chúng ta chắc chắn sẽ được Chúa sử dụng trong bước đường mới. Amen. Hãy làm một đệ tớ nơi làm và trong Chúa. Amen. Điều mà tôi muốn nhắc lại một lần nữa về vấn đề các của dân. Tôi có thể giao hội thánh Chúa một cách dễ dàng. Thứ nhất, chi của Chúa, Chúa chẳng con phụ Chúa. Thứ hai, vì tôi đi trong cái quy luật về các của dân là sự ban cho, sự tham lam sẽ không cột trói tôi ở chỗ này. Về địa vị, về danh vọng, về tiền tài sẽ khiến chúng ta không thấy được Chúa. Tôi không nắm giữ vì tôi đang đi trong con đường mà Chúa hoạch định, đó là nhân cách của mình. Chúng ta đã nhân hết sức để dâng cho Chúa thì không có gì để dừng lại. Hãy dâng vinh hiển cho Chúa của chúng ta. Hãy để hội thánh Chúa là hội thánh mà Ngài sẽ hài lòng, đẹp lòng, vinh hiển Chúa. Chúng ta nhìn lên cái bảng đối chiếu để chúng ta thấy 1/10 và các của dân. Ngày mai mục sư Nguyễn Thanh Bình sẽ tặng cho quý vị mỗi người một cái bản này. Chúng ta sẽ thấy nó có sự đối chiếu rõ ràng. Từ phần 10 là luật cho đến các của dân là tự nguyện. Chúng ta nhận thức được Chúa là chủ, là đấng sở hữu. Chúng ta dâng các của dân và bày tỏ tình yêu của Chúa. Và ước ao là những gì quý vị nhận trong quý ngày hôm nay, chúng tôi sẽ nhìn thấy một mùa đặc lớn tại đó. Amen. Amen. Xin mời chúng ta làm đứng lên.